Viêm loét hang vị dạ dày, hành tá tràng thực chất là hai vị trí tổn thương khác nhau, nhưng thường được gọi chung bằng một bệnh. Có bệnh nhân bị viêm loét hang vị dạ dày trước, sau đó lại xuất hiện viêm loét hành tá tràng. Cũng có khi bị viêm loét hành tá tràng trước, cũng có khi hai bệnh đã ở vị trí tổn thương song song. Vậy chúng có mối quan hệ như thế nào với nhau? Niêm mạc dạ dày và tá tràng luôn được che phủ bởi lớp chất nhầy, cũng như sự trung hòa làm loãng độ axit bởi thức ăn, nước bọt, dịch tá tràng. Vì vậy, các vị trí loét và những vị trí có ảnh hưởng của dịch vị dạ dày nhiều nhất là dạ dày, hành tá tràng, phần dưới của thực quản, các dị tật chất niêm mạc dạ dày. Loét tá tràng thường liên quan đến căng thẳng thần kinh, lo âu. Sự tăng tiết HCL ở dạ dày do thần kinh bị kích thích vào ban đêm là nguyên nhân của loét tá tràng. Mặt khác, sự tăng tiết của axit làm tăng nhu động trong dạ dày. Quá trình làm vơi thức ăn trong dạ dày nhanh dẫn đến sự tăng lượng axit tới tá tràng. Thức khuya khi dạ dày trống rỗng cũng là điều kiện thuận lợi cho toàn bộ lượng axit tiết ra không được trung hòa và xuống tá tràng gây loét. Một số ít trường hợp loét do giảm tiết axit như loét bờ cong nhỏ dạ dày không kèm theo loét hang vị, hành tá tràng do sự trào ngược dịch mật, viêm dạ dày, giảm tiết nhầy của niêm mạc dạ dày dẫn đến giảm sức đề kháng tại chỗ với HCL. Vậy, bệnh viêm loét dạ dày có chữa được không và chữa bằng cách nào? Thuốc Tây tuy trị bệnh đau dạ dày có tác dụng nhanh, giảm đau tốt, song lại có nhược điểm chỉ điều trị phần ngọn không điều trị tận gốc, do đó bệnh hay tái đi tái lại. Hơn nữa, thuốc Tây dùng nhiều sẽ có tính nhờn thuốc, sẽ tổn thương niêm mạc dạ dày, thời gian kéo dài có thể gây nên tác hại lớn đối với cơ thể. Cuộc sống hiện đại ngày càng có nhiều điều phức tạp, ẩn chứa không ít các nguy cơ gây bất lợi cho con người. Xu hướng ngày nay, con người đang dần tìm về với thiên nhiên nhiều hơn. Hành trình chiến đấu chống lại bệnh tật nói chung, các bệnh liên quan đến dạ dày nói riêng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Điều trị bằng phương pháp đông y dựa vào các thảo dược quý là nhằm vào các căn nguyên của bệnh mà không chữa trị triệu chứng như tây y. Mặc dù liệu trình điều trị dài, hiệu quả chậm, song lại không gây tác hại cho cơ thể, hiệu quả điều trị kéo dài và không có tác dụng phụ. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh củ nghệ có rất nhiều tác dụng trong hỗ trợ điều trị tiêu hóa do thúc đẩy sự co bóp của túi mật, nhưng lại không làm tăng axit dạ dày. Tinh chất curcumin có trong củ nghệ cũng ức chế các khối u ở bộ phận này. Do đó, nghệ là dược phẩm tốt đối với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng. Tinh bột nghệ vàng tách tinh dầu được chiết xuất 100% từ củ nghệ tươi đã tuyển chọn kỹ với công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên và hàm lượng curcumin cao trong củ nghệ, không sử dụng các loại hóa chất và phụ gia trong quá trình sản xuất. Đặc biệt với quy trình tách tinh dầu bằng công nghệ cuốn hơi nước hiện đại nhất tại Việt Nam cho sản phẩm tinh bột nghệ không gây nóng gan khi uống. Liên hệ với chúng tôi để đặt hàng ngay tại website tinhbotnghe.vn hoặc hotline 093 565 3366 hoặc 098 582 3366.